phòng hội thảo, phòng họp trực tuyến thuộc khách sạn Ista Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Phòng có diện tích khoảng gần 100 m², được lắp đặt 4 loa Audio Thái Lan Compact 6.4. Bề đặt đều hai bên của phòng họp trực tuyến. Phòng được trang bị 17 micro hội thảo của GTS, mã là CS1DU. Trong đó thì có 1 micro chủ tịch và 16 micro đại biểu. Mỗi bên đặt 8 chiếc. Đây là loa Compact 6.4. Của hệ thống phòng họp, phòng hội thảo, phòng họp trực tuyến. Bên trên là mixer MG12XUK của Yamaha. Bộ cắt nguồn tự động DBX. Bộ phân tần DBX AFS2. Bộ micro không dây của BBS có mã là 666CGS. Đây là bộ điều khiển của micro hội thảo GTS CS1CU. Và đây là cục đẩy Cora KA2300.